6 cách làm mặt nạ thiên nhiên cho da dầu. Việc kiểm soát dầu cho da nhờn luôn là mối quan tâm của nhiều chị em vào mùa hè, cải thiện tình trạng này với 6 mặt nạ thiên nhiên an toàn hiệu quả này nhé. Một số mặt nạ thiên nhiên tươi mát từ các loại củ, quả không chỉ cung cấp vitamin giúp tái tạo da mà còn làm sạch sâu, tẩy tế bào chết và cân bằng các nội tiết tố cho da, giúp da không còn bóng dầu do tuyến bài tiết bã nhờn hoạt động quá mức hãy cùng tham khảo và thực hiện ngay 6 loại mặt nạ thiên nhiên giúp kiểm soát nhờn hiệu quả, đặc biệt là khi mùa hè nắng nóng đang đến nhé. 1. Mặt nạ chanh và lòng trắng trứng với hàm lượng axit ascorbic, phyton IDS có trong chanh và giàu các dưỡng chất vitamin A, B2, B3 trong trứng gà không chỉ nuôi dưỡng, làm sạch sâu cho da trắng sáng, mà đây còn là những nguyên liệu cực kỳ tốt làm xe khít lỗ chân lông, kháng khuẩn cho da sạch dầu, không bị bóng nhờn. Chuẩn bị: một quả chanh, một quả trứng gà, Cách thực hiện: Tách lấy lòng trắng trứng gà, vắt 5 đến 6 giọt nước cốt chanh vào phần lòng trắng trứng vừa mới tách. Sau đó quấy đều, bôi trực tiếp hỗn hợp này lên da mặt, rồi đợi khoảng 30 phút sau đó rửa mặt sạch với nước ấm. Sau khi đã dùng khăn mềm thấm khô da mặt, bạn nên sử dụng kem dưỡng ẩm ngay để đạt được hiệu quả tốt nhất. Hai, nha đam. Khác với những loại mặt nạ khác, nha đam là mặt nạ thiên nhiên có thể sử dụng hàng ngày bởi sự lành tính của nó. Từ xa xưa, nha đam đã được biết đến như một bài thuốc giúp thanh nhiệt cơ thể và giải độc hiệu quả. Với hàm lượng vitamin, khoáng chất, axit amin, enzyme dồi dào, nha đam còn là nguyên liệu làm đẹp cực kỳ tốt giúp trị mụn, cấp nước cho da, mang lại một làn da căng mịn và mềm mại. Chuẩn bị: một lá nha đam tươi. Cách thực hiện: Để không bị ngứa và gây tổn thương da mặt, bạn cần gọt bỏ phần vỏ xanh bên ngoài. Sau đó thoa trực tiếp phần nhờn của lá nha đam lên da mặt đợi khoảng 20 phút sau đó rửa lại mặt thật sạch với nước mát. 3. Mặt nạ dưa chuột và lòng trắng trứng Có lẽ, còn rất nhiều người chưa biết rằng, thiếu nước là một trong những nguyên nhân khiến da bị đổi nhiều dầu. Trong dưa chuột có rất nhiều nước, chất khoáng và vitamin E giúp cung cấp nước cho da, thúc đẩy quá trình sinh dưỡng của các tế bào da, xóa mờ vết thâm, mang lại làn da khô thoáng, trắng sáng. Chuẩn bị một quả trứng gà, một quả dưa chuột. Cách thực hiện, tách lấy lòng trắng trứng gà sau đó đánh bông, Mua ngày máy đánh trứng tiện dụng tại đây. Dừa chuột ép lấy nước, sau đó trộn đều nước ép với lòng trắng trứng đã được đánh bông. Thoa hỗn hợp này lên mặt, đợi 20 phút rồi rửa sạch mặt với nước ấm. Sau đó, sử dụng nước hoa hồng vỗ nhẹ lên da giúp xe khít các lỗ chân lông, cho da được căng mịn. 4. Mặt nạ cà chua Cà chua không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, tươi mát cho da vào thời tiết mùa hè oi bức, mà còn chứa rất nhiều lycopene, beta-coaten và các loại vitamin B6, A, C giúp làm chậm quá trình lão hóa da, dưỡng da nhưng không gây bí tắc lỗ chân lông, luôn đảm bảo da được khô thoáng, mềm mịn. Chuẩn bị một quả cà chua tươi, bông gòn y tế, cách thực hiện. Rửa sạch cà chua, sau đó cho vào máy xay ép hoa quả ép lấy nước. Dùng bông gòn thấm nhẹ nhàng nước ép cà chua lên mặt. Đợi khoảng 20 đến 30 phút cho mặt nạ khô hẳn, rồi rửa lại thật sạch với nước mát. 5. Mặt nạ từ cà rốt. Dưới thời tiết mùa hè oi bức, khó chịu da luôn phải tiếp xúc trực tiếp với mồ hôi và bụi bẩn, đây chính là nguyên nhân khiến da dễ bị nổi mụn đặc biệt đối với da dầu. Với tính kháng khuẩn có trong sữa chua sẽ tác động trực tiếp như thuốc kháng sinh giết chết các vi khuẩn gây mụn cho da. Đồng thời, vitamin A có trong cà rốt lại có tác dụng làm lành các vết sẹo do mụn gây ra, mờ vết thâm và giúp da trắng sáng mà không làm khô da. Chuẩn bị 1 phần 2 củ cà rốt, một hộp sữa chua không đường 100g. Cách thực hiện Gọt sạch vỏ cà rốt, sau đó xay nhuyễn, độn đều cà rốt với sữa chua. Sau đó bôi hỗn hợp này lên mặt. Đợi khoảng 20 phút rồi rửa sạch mặt với nước lạnh. 6. Mặt nạ sữa chua và tinh bột nghệ. Từ lâu, tinh bột nghệ đã trở thành nguyên liệu làm đẹp quen thuộc được các chị em tin dùng. Bởi trong tinh bột nghệ nguyên chất có chứa thành phần hoạt chất cơ cứu min cao, giúp da được trắng sáng, mềm mịn, nhanh lành các vết sẹo thâm đặc biệt là với các bạn có da bị tổn thương nhiều do mụn bọc. Chuẩn bị: một hộp sữa chua không đường 100g, 2 thìa cà phê tinh bột nghệ. Cách thực hiện: cho 2 thìa cà phê tinh bột nghệ vào 100g sữa chua không đường trộn thật đều. Dùng cọ quét mặt nạ hoặc dùng tay thoa trực tiếp lên da mặt. Đợi trong khoảng 30 phút đến khi nào mặt nạ tự khô lại, rồi rửa lại thật sạch với nước mát.